Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với giờ học livestream tiếng Nhật thực tế cùng với cô Thanh nha. Hay, và ngày hôm nay hãy cùng hóng hớt với cô một mẩu tin ở bên Nhật Bản, một cái tin rất là hot trong thời gian gần đây. Thì cô sẽ share với mọi người một cái này nha, một cái bài báo rất là thú vị. Và hôm nay nó sẽ không phải là cái trang báo NHK Easy mà chúng ta vẫn hay đọc nữa, mà là một cái trang báo nó khó hơn một chút, thế nhưng cũng của NHK thì phải, nhưng mà nó sẽ khó hơn một chút nhá. Đấy, thì tuy nhiên thì về phần từ vựng và về phần những cái phần ngữ pháp mà các bạn có thể đọc thì các bạn vẫn có thể là ở tầm N3 cũng có thể đọc được rồi nhá. Tuy nhiên thì nếu mà đọc ở trên này thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hơi khó nhìn một chút, thế nên là ngày hôm nay cô đã chuyển nó sang một cái nội dung bài báo này, chuyển sang cái trang này để các bạn cùng nhau đọc cho nó dễ đọc nhá. Ok, các bạn đã sẵn sàng cùng nhau cùng với cô đọc chưa? Vì là một cái bài báo khó hơn bình thường, thế nên cô sẽ cho hết cả phần hurikana lên cho các bạn, nhớ chưa? Ok, nào với các bạn cùng nhau nhìn cho cô nhá. Đây, cái tiêu đề của bài báo ngày hôm nay là gì nhỉ? Betsu ni hōkoku fuyō dewa Shinoda Mariko ippan dansei to no kōsai sengen ni samazama na koe Mari-chan ga shiawase nara sore ga ichiban. Ừ, cái tiêu đề của này nó sẽ là như vậy nhá. Ừ, cái câu này sẽ là Betsu ni hōkoku fuyō dewa. Dewa là như kiểu dewa nai desho ga, chẳng phải là hay sao. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Đó, chẳng phải là không cần thiết phải đi thông báo hay sao, đúng không? Cái từ hōkoku là mình thông báo, mình nói cho người khác một cái thông tin gì đó nhá. Thì tiếp tục này, Shinoda Mariko, cái cô diễn viên, cô thần tượng là Shinoda Mariko thì làm sao ạ? Ippan dansei to no kōsai sengen ni, với cái lời thông báo hoặc là cái lời tuyên bố, đúng không? Sengen là cái lời thông báo tuyên bố về việc hẹn hò, kōsai là hẹn hò. Với ai? Với một cái người đàn ông bình thường. Ippan dansei. Các bạn nhìn được không ạ? Mọi người nhìn không? Thế thì bây giờ chúng ta thấy cái câu sau là gì nhỉ? Samazama na koe, có rất là nhiều những cái. Rồi các bạn biết cái từ koe trong trường hợp này sẽ dịch là gì ạ? Chúng ta không dịch là giọng nói nha mọi người nhá. Ờ, chúng ta sẽ dịch là ý kiến. Có rất là nhiều những cái ý kiến với cái lời thông báo mà đang hẹn hò với một anh chàng, một người đàn ông bình thường của người thần tượng tên là Shinoda Mariko. Và trong này người ta đưa ra những cái trích dẫn là gì nhỉ? Ví dụ một cái lời thông báo đấy là gì đấy? Một là betsu ni hōkoku fuyō dewa, một là đâu cần phải thông báo gì đâu, đúng không? Hay một cái ý kiến khác là gì nhỉ? Một cái ý kiến khác mang tính chất tích cực hơn sẽ là gì đấy? Mari-chan ga shiawase nara desu ne. Nếu Mari mà hạnh phúc thì sore ga ichiban desu ne. Đấy là ok rồi, đúng không nào? Đấy là tốt nhất rồi. Đó, thì đấy là cái tiêu đề để người ta thu hút chúng ta vào cùng nhau đọc. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đọc trong phần trong nhá. Hai, moto AKB48 de タレントの篠田麻里子38が3日インスタグラムを更新。何ちゃんもないと思う。なあ、もう一つ文句の範囲なお、更新。何時があるインスタグラムを更新。đăng tải lên cái trang Instagram ですね。và cái chủ ngữ của chúng ta sẽ từ cả trở về trước。OK? khó không? Ừ, nào. Thần tượng gì đấy nhỉ? Thần tượng Shinoda Mariko vốn là thành viên cũ ở trong nhóm AKB48 thì vào ngày mùng 3 đã đăng tải lên Instagram. Ok chưa? Rồi, ok. Đấy, tiếp nào. Ippan dansei to kōsai shiteiru koto wo happyou shita. Nó nối vào sau này. Cô ấy đã gì nhỉ? Đã công bố cái việc rằng là... Công bố việc rằng là gì ạ? Là cô ấy đang... Công bố cái việc gì sẽ là cô tổ trở về trước, đúng không? Ippan dansei to kōsai shiteiru. Được chưa nào? Đang hẹn hò nhá, kōsai shiteiru. Chúng ta gặp lại một lần nữa. Cô nhớ cái từ kōsai này đã từng gặp ở trong đề JLPT của N2 năm nào đấy rồi đấy mọi người ạ. Nhá. Đang gì ạ? Đang hẹn hò với một người đàn ông bình thường. Ippan dansei. Tại sao người ta lại đưa ra cái từ Ippan dansei nhỉ mọi người nhỉ? Là bởi vì cô này đang hoạt động trong giới thần tượng, giới nổi tiếng, giới giải trí, đúng không? Một cái người mà nằm ngoài giới giải trí thì cô ấy sẽ, chúng ta sẽ đưa một cái định nghĩa là Ippan dansei. Được chưa nào? Các hiểu vấn đề chưa? Tiếp tục này. Shinoda wa genzai watashi ni wa otsukiai shiteiru dansei no kata ga imasu. 一般の方なので詳細は差し控えますが私や娘のことを大事にしてくれるとっても尊敬できる方ですと男性の人柄を紹介。Rồi, cả một câu nó đến tận đây đúng không mọi người? Đây đúng không? Rồi, đây đúng không? Thì chủ ngữ sẽ là Shinoda wa nani-nani wo shoukai desu ne. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy thì các bạn, nên là tại sao cô có thể xác định rất là nhanh chủ ngữ, vị ngữ như vậy thì bởi vì cô đọc nhiều ấy mọi người.
nhá. Các bạn học ở trong những cái lớp mà N1, N2 hay các lớp đọc hiểu của cô á, các bạn cứ hỏi cô ơi, cô làm sao để em có thể đọc nhanh, xác định câu nhanh được như cô, thì bởi vì cô đọc nhiều nên là các bạn cũng đọc nhiều. Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó đúng không? Thế nên là ngày xưa cô cũng đọc cũng bắt đầu giống như các bạn, nhưng mà cô đọc nhiều, qua thời gian mình đọc nhiều quá rồi thì mình sẽ thấy quen thuộc đúng không nào? Thế bạn nhìn cho cô nhá. Shinoda thì đã giới thiệu về cái tính cách nhá. Shitogara cũng là một từ vựng cô đã nhớ đã gặp ở trong N2 rồi, có nha. Giới thiệu về tính cách của cái người đàn ông đấy, giới thiệu như thế nào sẽ là rằng thì là mà là tố đây. Được chưa nào? Giới thiệu về tính cách người đàn ông ấy, giới thiệu làm sao đây, các bạn nhìn nhá. Giới thiệu rằng là đây, cả cái chỗ này cho đến cái trước cái dấu ngoặc kép này thì sẽ là cái lời người ta giới thiệu đấy nhá. Thì bây giờ chúng ta dịch ở bên trong nhá. Genzai watashi ni wa desu ne. Bây giờ thì tôi đang có, đúng không? Cái cấu trúc của chúng ta là ni wa nani nani ga imasu ne. Tôi thì đang có thế nào đó ạ. Đây, cô đang dịch theo đúng như kiểu là gì ạ mọi người? Đang theo đúng kiểu như là word by word nhá. Hiện tại thì tôi đang có một người đàn ông mà tôi đang hẹn hò. Ừ, otsukiai shite iru desu ne. Otsukiai suru này là gì ạ mọi người? Tại sao có thêm chữ o và chữ shimasu đằng sau nhỉ? Bình thường skill là mình hẹn hò rồi đấy. Thì sẽ là gì đấy? Thể gì mọi người? Đúng rồi, là khiêm nhường ngữ ạ. Ok. Thì đấy là cô dịch theo kiểu word by word, còn nếu mà chúng ta dịch theo kiểu thoát ý hơn thì là bây giờ tôi đang hẹn hò với một người đàn ông. Được chưa? Các bạn có thể nói như vậy cho nó dễ hiểu. Ok. Ippan no kata nanode. Ok, vì là một người bình thường. Người bình thường như anh. Chẳng vội đi nhanh. Ngày ba bữa cơm canh. Đúng không nào? Ippan no kata nanode. Thế nên là shōsai wa sashishikaimasu ga desu ne. Nên là về chi tiết thì tôi xin phép là tránh nói, đúng không? Tôi xin hạn chế nói. Sashikai được là mình hạn chế nói ra, mình tránh nói ra, đúng không? Không đi sâu vào chi tiết được, đúng không? Vì là một cái người bình thường thế nên là về chi tiết tôi không nói ra được. Thế nhưng mà làm sao đây? Cả cái câu sau các bạn biết cái chủ ngữ, cái vị ngữ nó là gì không mọi người? Từ cái chỗ này đến tận đây nó là cái bổ sung ý nghĩa cho cái từ kata mọi người nhé. Được chưa? Watashi wa musume no koto wo daiji ni shite kureru. Chấm một cái là vế đầu tiên này. Totemo sonkei dekiru. Vế thứ hai này. Và nó bổ sung ý nghĩa cho từ kata này. Là một cái người mà, ý thứ nhất này, rất là shite kureru. Rất là gì ạ? Rất là trân trọng. Daiji ni suru. Trân trọng tôi và con gái của tôi. Và là một cái người mà rất là đáng kính. Sonkei dekiru desu ne. Ok chưa? Rồi, các bạn có từ mới nào các bạn thấy hay không ạ? Tiếp tục nha. Dansei to wa 2023 nen ni shiriai. Seijitsu ni watashi tachi ni mukiatte kureru shisei ni hikarete desu ne. Saikin kousai ga hajimatta という. Vẫn là một cái câu đưa ra trích dẫn tiếp đúng không? Tối ưu desu ne. Và nghe nói rằng là thì bắt đầu thấy ra từng vế một nhá. Chúng ta tách theo từng cái dấu phẩy một nhá. Nghe nói rằng là thì họ đã quen biết đúng không? Shiriai desu ne. Cô này đã quen biết cái người đàn ông này vào năm 2023. Đúng không? Và gì ạ? Và gần đây thì họ mới bắt đầu gọi là gì nhỉ? Hẹn hò với nhau. Và với cái lý do mà người ta đưa trong ngoặc kép đó là gì nhỉ? Seijitsu ni watashi tachi ni mukiatte kureru shisei ni hikareru desu ne. Hikarete desu ne. Là cô ấy bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ. Cái dáng vẻ đúng không? Shisei là cái dáng vẻ, cái tư thế. Ừ, cái từ hikareru là bị cuốn hút bởi cái gì đó. Bị cuốn hút bởi cái dáng vẻ là gì nhỉ? Cái người đàn ông ấy rất là gì nhỉ? Chân thành đúng không? Seijitsu ni chân thành đối xử với chúng tôi nhá. Mukiyau là mình đối xử, mình hướng đến cái người nào đó nhá. Hay. Thế thì đấy là cái đoạn trên. Đi tiếp nha. Suzukete. Ima no watashi. À, thiếu chữ wa desu ne. Ima no watashi wa kodomo no koto, shigoto no koto wo taisetsu ni kokoro odayaka ni sugoshite imasu. Gongo mo 何かあれば自分からお伝えしたいと思っているので温かく見守っていただけると嬉しいですと呼びかけた. Rồi, và cô ấy tiếp tục nói rằng là, đúng không? Ừ, yobikakeru là bình thường là kêu gọi đúng không? Thì bây giờ trong cái bài đăng của cô ấy trên Instagram thì cô ấy đã nói với mọi người rằng là thế nào đó ạ? Rồi đây, chúng ta dịch bên trong này. Bây giờ, 今の私 desu ne. Tôi bây giờ thì đang sống, đúng không? Sugoshite imasu ne. Sống một cách rất là yên bình. Kokoro odayaka.
ở một cách yên bình và trân trọng, đúng không nào? Thay sẽ trở nhị, trân trọng cái gì ạ? Trân trọng con tôi và trân trọng cái công việc của tôi nhá. Và sắp tới thì đúng không, nếu như mà có cái gì, đúng không, có cái gì xảy ra, có cái gì tiếp theo, đúng không, nani ka arebasu ne, thì tôi sẽ, tôi sẽ gì ạ, jibun kara otsutai shitai desu ne, tôi sẽ lại tự mình thông báo với mọi người. Các bạn thấy cái câu này dùng rất là nhiều thể gì ạ mọi người, khiêm nhường ngữ, bởi vì là cái văn cảnh này là đang, mình đang nói để hướng đến mọi người mà, đúng không? Thế nên là chúng ta có một cái mẫu rất hay à, vete itadakereto ureshi desu, đúng không? Nếu mà mọi người thế nào đó thì tôi rất là vui, đúng không? Thì mình sẽ dịch là tôi rất là vui nếu như mà mọi người có thể gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Mimamoru desu ne, gọi là bảo vệ tôi một cách thật là gì nhỉ? Ấm áp, thì mình đấy là mình dịch theo kiểu như là good by good, đúng không? Thì mình sẽ mình hoặc là mình có thể dịch thoát nghĩa hơn là gì nhỉ? Tôi sẽ rất là vui nếu mà mọi người gì nhỉ? Mọi người dõi theo tôi một cách thật là ấm áp, gọi là ưu ái tôi một cách ấm áp, ưu ái tôi, đúng không nào? Đó, có thể hiểu như vậy. Nhưng mà mình hiểu là mimamoru là mình dõi theo tôi một cách thật là gì nhỉ? Chân thành nhá, chân thành ấm áp. Tiếp tục này, Shinoda no gōsai sengen ni netto jōu dewa desu ne. Mari-chan ga shiawase nara sore ga ichiban. Suteki na dansei to meguri aete yokatta ne という koe ya. Nó ngáp một lần đây đúng không? Kekkon dekinakute. Kekkon demo naku otsukiai nara betsu ni hōkoku fuyou dewa. Một này, jibun no koto iitai nda na という否定的な声も上がっているですね。Các bạn thấy cho cô nhá, cái mẫu cấu trúc ngữ vào câu này sẽ là ở trên mạng, được chưa nào, thì có những cái ý kiến là, có những cái ý kiến là thế nào đó, thì cái từ là quê gác agaru là có những cái ý kiến thế nào đó. Thế bây giờ ở trên mạng với cái lời thông báo hẹn hò của Shinoda thì có những cái ý kiến là cái ý kiến đầu tiên là gì nhỉ, cái kiểu ý kiến đầu tiên sẽ là gì nhỉ? Nếu mà Mari mà hạnh phúc thì là tuyệt nhất rồi. Hay là gì nhỉ? Suteki na dansei to meguri aete yokatta ne. Thật là tốt khi mà Shinoda, Mari-chan có thể gặp gỡ được. Cái từ meguri ao là mình gặp gỡ một cách ngẫu nhiên tình cờ ấy, một cái người đàn ông tuyệt vời, đúng không? Thì thật là tốt. Đấy. Thế thì ngược lại với cái ý kiến tích cực thì cũng có những cái ý kiến mang tính chất tiêu cực, phủ định. Suteki na koe ne là kekkon demo naku otsukiai nara betsu ni hōkoku fuyou de wa. Ok, cũng chẳng phải là kết hôn gì, đúng không? Nếu như mà chỉ là hẹn hò thôi thì đâu cần phải, có cần phải thông báo vậy không? Ok, betsu ni hōkoku fuyou de wa chính là cái câu trích dẫn người ta đưa lên phần tiêu đề của bài báo, đúng không? Hay là gì nhỉ, một cái ý kiến mà cũng kiểu tiêu cực một chút là gì nhỉ? Jibun no koto iitai nda na. Ôi giời ơi, cái cô này thật là muốn nói những cái chuyện của bản thân nhì, đúng không? Muốn đưa chuyện về mình nhì. Đó, đúng không nào? Đấy, rồi. Tiếp tục này. Một chút nữa thôi nha. Nhìn nốt cho cô nha. Shinoda wa 2019 nen 2gatsu ni 3 sai toshishita no ippan dansei to kekkon shi, yokunen no 4gatsu onna no ko wo shussan shita koto wo hatbyou. Bây giờ kể lại một chút về tiểu sử cô này nhá. Cô Shinoda này thì vào tháng 2 năm 2019 thì đã công bố, đúng không? Đã từng công bố về cái việc rằng là thứ nhất đó là gì ạ? Từ đây trở đây là cái vế đầu tiên này. Đã kết hôn với một cái người đàn ông bình thường mà kém cô ấy 3 tuổi. Sansai toshishita. Các bạn biết cách nói là kém 3 tuổi rồi đúng không? Sansai toshishita no hito desu ne. Và tháng 4 của năm sau đó, yokunen từ vựng của N3 nào, thì cô ấy đã nào sản xuất à, ha, xuất sinh à. Ok, cô ấy đã sinh ra một em bé gái, đúng không? Và 2019 nen ni wa desu ne, vào năm 2021 thì best mother desu ne. Mọi người biết từ best mother là gì không mọi người? Tiếng Anh đấy, best mother ấy mọi người, best mother. Show e jushou shita, cô ấy đã đạt được cái giải thưởng là người mẹ tốt nhất vào năm 2021, đúng không? Và sau đó sono ato 2023 nen 3gatsu ni rikon wo hatbyou. Đấy, vừa mới đạt giải là người mẹ tốt nhất của năm thì đến tháng 3 của năm 2023 thì lại công bố là mình ly hôn. Ok, cái anh chàng mà, cái người chồng mà kém 3 tuổi đấy. Và câu cuối cùng này, oku no katagata ni go meiwaku wo shinpai wo okake shite shimaimashita ga douzo atatakaku mimamotte itadakemasu to saibai desu to komento していたですね。và gì nhỉ?
cô ấy gì nhỉ? Comment toste tại cô ấy đã đưa ra cái lời bình rằng là gì nhỉ? Tôi rất là xin lỗi khi mà làm sao ấy nhỉ, đã gọi là gây phiền toái và lo lắng đến nhiều người. Thế nhưng mà tôi sẽ rất là vui và hạnh phúc đúng không nào, nếu như mà được mọi người gì nhỉ, chân thành dõi theo đúng không? Chân thành Mimamoru là kiểu dõi theo bảo vệ, bảo vệ tôi một cách thật là thật là chân thành đúng không nào? Ok, thì đó là toàn bộ bài ngày hôm nay. Hi, cảm ơn mọi người đã theo dõi bài buổi livestream ngày hôm nay của chúng ta. Chào mừng các bạn đến với Kadesama. Bye bye.